Yo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Yêu Miền Tây 63 nha. Hiện tại thì giá mít ở dưới quê mình nó đang gọi là khá là rẻ và đây là cái thời cơ vàng cho lái mít. Và không chỉ riêng sầu riêng và các loại trái cây khác, hiện tại thì giá mít ở miền Tây của quê mình thì càng ngày càng sụt giảm. Mấy ngày trở lại đây thì lái mít, mua mít tận vườn thì nó dao động giá của nó từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký mít tùy hôm nha. Còn mít bi á, thì họ thu là 3.000 đồng một ký, mít kem, mít mà khoét mua chừng là 1 đến 2.000 đồng một ký. Và mình xin nhắc rõ đây đã là giá mít ở lái mua tại vườn tùy theo khu vực. Nếu mà giao tại vựa lớn thì mình nghĩ giá sẽ cao hơn vài ba nghìn. Mít càng rẻ thì lái mua càng khó. Và trái phải to, tròn, cơm vàng, màu nó đẹp và không bị méo mó. Và mình hy vọng rằng là giá mít Thái và các loại mít khác sẽ sớm ổn định để bà con nông dân mình có thể ổn định kinh tế hơn và có thêm được cái nguồn thu nhập. Và mít rẻ như thế thì cũng là cơ hội để cho các mít mới chập chững vào nghề nổi lên. Vì vậy hiện nay thì nghề mua thu mua lái mít và các mít được xem một nghề gọi là nó dễ kiếm tiền ở quê của mình. Mít rẻ như vậy thì lỡ có mua và cắt lầm á, mít yếu mít non thì lái cũng sẽ không có bị lỗ quá nhiều như cái thời mà mít nó cao giá mấy trăm ngàn quả nữa. Thì mấy trăm ngàn quả các bạn biết là mua lầm một quả là nó sẽ lỗ rất là nhiều. Chứ không phải ít, còn bây giờ thì giá nó rẻ nên có làm thì cũng lỗ ít thôi. Đi các mít thì vài ba lần thì gửi rút kinh nghiệm. Đồng thời là giá mít lên đỉnh thì cũng tầm là 50 đến 60 nghìn đồng một ký thì lái mới chập chững bước vào nghề đâu dám cắt đâu. Một trái 10 ký thôi trị giá cũng 500k rồi, lỡ mua nhầm thì sẽ lỗ. Và đây cũng là thời cơ cho lái mít mới chập chững vào nghề đi các mít. Một ký mít thu tận vườn giao lại cho vựa lớn là từ 2 đến 3 nghìn đồng một ký. Ở quê của mình đang sống thì rất nhiều người đã và đang chập chững tập thu mua mít. Nghề thợ hồ một ngày kiếm khoảng là 300.000 thì người ta bảo nhau là mua mít lời, ham đi mua mít ngon hơn. Một ngày thì đi cắt khoảng 500 ký mít, mỗi ký 2.000 đồng thì cũng lời được khoảng cả triệu đồng. Và nói chung thì nghề này cũng khá là cực khổ và vất vả. Nói chung là kiếm tiền cũng không phải là dễ, cũng phải đổ mồ hôi công sức nước mắt của mình ra để có thể kiếm được tiền. Ngày nào cũng thế, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long quê mình thì giờ đi đâu cũng nghe là trồng mít Thái. Chính vì thế đây là cây mít có thể nói là một cái cây khá là hot. Vì những năm qua nó mang lại giá trị kinh tế khá là cao. Nếu ở vườn có đất đai trồng trọt thì 10 nhà thì hết 9 nhà là trồng mít rồi. Và trong đây mình trong video này thì mình sẽ cho các bạn xem một cái buổi hái mít của những cái nhà mà lái họ mua mít họ vào và cắt như thế nào nha. Đó. Kìa chứ mít trên đầu. Đưa ghế anh đứng lên coi mẹ. Chế đó cũng lâu hả? Lấy miếng mũ viên sát cái gốc. Cái chuyện trúng ấy, cái thần ở trong. Hả? Mấy cái thằng cắt nó bỏ. Tại ổng lấy dao ổng chặt rồi ổng lú ba cái ấy đây. Về không? Cái bánh đang khui hồi lùi không biết được coi chứ bánh luôn. Cái này chắc hay sao quá, cái này dướng nè. Cái dưới á. Đưa cho bá cột đi, không bá chim lại. Cái dưới sao về chưa? Dặn dặn vậy ta lấy cái bao treo vào đây nè. Nó càng thấy cái bao nó càng biết. Hả? Nó thấy cái bao nó càng biết. Ừ. Thà để đen đen tối tối thì nó không thấy. Này mít nghe đụng nghe mùa này cái gì cũng rẻ, nghe bơ chứ giải.
Chôm chôm, ổi 2.000 ký hả? Dễ dữ trời. Rồi gì nữa? Súp gà hết vú sữa không? Chôm chôm, trái giải, sầu riêng, măng cột, bồng bon. Đụng ngay mùa rồi bởi vậy, trái nó rẻ. Mít bữa nay mít nhất còn có mùa. Cắt luôn đi, cắt luôn đi. Mít nhất cái này cũng còn có 10.000 ký. Cái này tròn do. 3.000 ký chứ nhiêu. Cái này tròn do mà không được hả? Bèo đầu. Đầu. Còn chút xíu nữa. Thấy không? Đâu có muối đâu. Chặt tới đây đâu có muối đâu. Dựa tại dựa nó không. Nó rẻ nó khó vậy chứ gặp mít mắt rồi trở về anh vết nhất không nhớ không? Anh em mình mà. Để rồi được. Đúng không? Dạ là dạ đúng không? Ừ. Đó anh thử mũ coi. Tính thử luôn á. Được không? Chứ để mới công rồi, thầy con thử để vài bữa mình cắt thì còn. Chứ để đấy. Ừ, thử luôn đi. Hả? Thử luôn đi. Thử đây ha. Ừ. Bây giờ thử mũ. Ở không? Vàng cơm mà cắt hả? Để cái chặt mé nó nguy hiểm lắm. Vàng rồi. Đây sâu quá, đầy ấy quá. Đầy ấy quá, đây thì lớp sẹp này nó vô lên vậy nè. Nó cái muối không có luôn. Nhưng muối nhiều bỏ luôn. Nhưng bên lép nữa, cái bên đây thì sâu quá. Đây. Bên đó hả, không có muối à? Bên đó không có muối sao? Có. Có, muối nằm đây. Viết đem gì đi. Hay à. Đó, hay đó, muối bự đó, cắt kia sợ muối nhỏ. Muối nhỏ nó không lấy luôn. Trái sầu riêng. Phải không? Ừ. Riêng con đó. Xui bị trúng trái sầu riêng trái máu. Rồi có lựa trái nhất được trái nào không? Chuột nha. Ừ. Chuột lại con để riêng đấy nha. Ừ. Gì nè? 8 ký rưỡi hả? Dạ. 8 ký rưỡi nhì. Chết nhì luôn nha. Đã nói kìa đó. Chưa đem cân lại. Ừ, bi nè. Cái đó mấy ký? 6 ký mấy à? Được quá chưa? Chưa. Hẹo để gì? Nhì luôn nè, 3 trái nhì nè. Không có trái nào nhất hả? Ừ, có trái nào đâu nhất, tôi coi đó. Nhất. Rồi bên đó có, bên đó rồi có giặt cái nào được không? Bên đó bị kẹt chuột cạp hư chưa rồi. Mít xe đen hả? 2.000 ký thôi để lại đi. Mít xe đen đâu có lấy đâu. Xe đen không lấy luôn. Xe đen đâu lấy đâu, mít trời. Cái này là mấy ngàn? Cái này nhì chứ không được nhất. Nhì được 8.000 hả? Ừ. Nữa nó 8.000 phải không? Ừ. Hả chứ không phải 9.000 hả? Cô bán giùm cho cô mít nhì đó. Rồi cân đi. Cô mà. Nhất 10.000, nhì 8.000. 9 ký rưỡi không được nhất, uống ghê trời. Phan 9 ký rưỡi 8 ký bà ghi để bà ghi hai trái rồi nè, bà ghi ba trái rồi đó. Gạt rồi nào, 9 rưỡi nữa. Chín ký bích nghề vậy có dám đục cái bích hồi đó đâu có dám dục. 8 ký rưỡi hả? Dạ 8 ký rưỡi hả? Mấy trái rồi, 4 trái rồi. Rồi đó. 2 4 5 trái đủ rồi. Đủ xong hả? Bi. 10 12. 12 bi. Nè. Rồi chị đứng im luôn nè. Rồi. Mấy trái này không có trái nào nhất ổn ghê. Vậy. Có vớt
bảy trái nhất mà không có vớt được. Vớt bảy trái. Có 2.000 đâu có nhiêu tiền, có 10.000 chứ nhiêu. Cũng là tiền. Ví dụ mệt con bán gì cái giá luôn rồi đó. 12 ký phải không? 8.000 rồi đó. 11 rưỡi. 12 gì cũng được, 12 đi cho chẳng. Quỷ mít này. Con mít đó bao nhiêu ký? 2.000. Hả? Mít chợ mà. Mấy ngàn? 2.000. Ôi 2.000 ghé quá rồi sao lấy. Cái giữa này có 3.000 mà. Ừ. Ôi, giữa này có 3.000 rồi sao? Ghi đại đi mít quỷ này mà. 10 15 luôn đi. Trời ơi. 14 thì tính 15 luôn á. Hai cũng được, 11 cũng được, cũng ghi nhiêu của chúng ghi à. Rồi sắp. Rồi. Rồi đó, đơn giản không?